Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện tại Bùi Hồ đang ở có mặt ở xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và trước mắt cô bác quý anh chị, đây là ngôi nhà mới của vợ chồng của cô Duyên. Hai vợ chồng mà sống ở dưới gầm cầu. Con khổ lắm, khổ lắm chú ơi. Là bị đuổi thì nhìn lại dạ. Con heo con bò nó còn có diễm phúc hơn tôi, nó có nhà có chuồng, đời tôi vậy tôi khóc thầm hàng đêm vậy gì. Cô thứ ba à, vậy là chú hai cô hai. Dạ. Cô hai với chú hai là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 53. Hai đứa con gái à, hai xui chân à. Dạ. Hai đứa con gái như vậy thì hai đứa con gái của chú là có gia đình có, dạ, có chồng bên Đồng Tháp bên, rồi tôi cũng không dám ở nữa, rồi về bên nay về xứ nhà mình ở đại dạ cầu mới xin cái giường cố chữ thập đỏ nè ngủ. Này dân này chữ thập đỏ hội từ thiện cho đó hả? Dạ. Cho mấy ngày nay rồi chú? Cho lại mới hai ba bữa rồi cho rồi. Trước đây thì chú chưa có giường thì chú ngủ đâu? Không có. Hay cũng chải cây su rồi quét sạch sẽ rồi sủi cho bằng bằng nó rồi ngủ. Ừ. Như thế này thì sinh hoạt cái việc mà tiêu tiểu tiện rồi tắm rửa sao? Có chú Năm nè, tắm ra xong tắm rồi. Cậu nhỏ cháu này thì lên mua cá lồng tông bay màu sẵn cái miếng kia cửa của người ta hư là cô với chú làm cái mặt bàn để mà dạ. Lót đồ ăn đó hả? Với chú dạ. Thảy dưới gầm cầu nè, cái lượng để lên để đồ ăn đó. Thảy dưới gầm cầu á hả? Dạ. Còn nước mà sinh hoạt sao cô chú? Nước của chú Năm cũng chạy qua cho thải chú. Cà lụt. Đi nhìn lại con heo con bò nó còn có diễm phúc hơn tôi, nó có nhà có chuồng, đời tôi vậy tôi khóc thầm hàng đêm vậy gì. Gần 30 năm tôi đâu có mặn gì được, thành ra vợ tôi nó khổ vì tôi nhà cô không có ở cũng do nơi cái bệnh này mặn không nổi. Gia đình của cô An ở Mỹ á, dạ. Con gửi cho 1 triệu đồng cho cô với chú để mà có tiền xoay sở qua ngày. Dạ. Còn cái chuyện mà sắp tới thì chắc có lẽ là tùy duyên, tùy lòng hảo tâm của mạnh thường quân cũng như là tùy duyên để mà có thể giúp đỡ thêm. Con thay mặt cô An, con gửi cho gia đình của mình 1 triệu ha. Cô An ở Mỹ. Cảm ơn nhiều. Là tôi ở lúc này mà nói tôi ở lúc khác thôi cậu Úc. Con khổ lắm, khổ lắm chú ơi. Là bị đuổi hả? Dạ. Bị đuổi mấy lần rồi chú. Người sao? Nhờ nhờ chứ cắt cho cái ngôi nhà lớn nhỏ cũng được chứ. Có trời nắng trời mưa khỏi đi khỏi cái nhà cầu này. Ở đây ngày nào khổ ngày nấy chú ơi. Điện nước rồi điện con sao? Đâu giờ cắt nè. Rồi chú ơi không biết cho lại nước chứ. Bệnh hoạn sách từ thùng lên xài nó mệt lắm chú mà cũng gắng sách. Chụp điện công an mà không làm gì cho mà cũng điện chú thị hoài vậy đó. Cô Út ở cô Duyên sẽ đi qua bến đò đó để mà coi cái mảnh đất đó cho cô Duyên như thế nào nè. Thì mong, rất mong mọi chuyện sẽ gặp được suôn sẻ để cô có một cái nơi ở mới, thay thế một cái nơi gầm cầu mà hiện nay cô cũng bị đuổi rồi đó. Hồ muốn cho cô bác quý anh chị thấy nè, quay cái đoạn đường này thì đất ở bên đây người ta nói là mấy cô chú nói ở đây là đất cái phần này á thì của nhà nước dùng cái mương để mà để thoát nước đó. Thì cất thì đằng kia thì Bùi Hồ thấy là cũng an toàn nha. Này là cô Duyên này nè, mướn cho đây làm từ thiện mướn cho cô này ở. Cô này đang sống ở gầm cầu. Thành ở là bây giờ mạnh thường quân. 700 để nói với anh tí 700 á. 700 ha. Còn điện nước sao? Điện nước thì tính riêng anh, tại như tính nhiêu. À, điện bao nhiêu khối anh ha? À, thôi tính chỉ 3 ngày thôi. À, nước. Nước thì 10 ngàn. Ừ. Cái cách trả tiền sao? À, thì đầu tiên vô là trả tiền phòng 700 trước. Dạ. Rồi tiền điện nước là trả tháng tính. À. Vậy cô Duyên chịu cái phòng này không? Chịu chứ. Chịu thì dọn
bữa nay dọn luôn hả? Chiều cho khô thì kìa, chiều cô dọn qua, bây giờ con gửi, em gửi cho anh cho tiền phòng cho cô Duyên luôn nha. Thì chiều cũng được, không có gì đâu. Nãy chưa đi chưa? Vậy là gửi luôn cho cô Duyên ở Lộc Phát, tới ngày này tháng sau thì sẽ tính tiền phòng rồi cầm. Bây giờ như thế này, hôm nay thì em gửi trước 3 tháng đi. Rồi sau đó em gửi thêm 3 tháng nữa nha. Rồi. Là 3 tháng là 2 triệu mốt hả? 2 triệu mốt. Nãy không có rút tiền qua, để con cô Duyên chịu không á. Nè, để dọn sơ sơ lên cho cô mới vô quá. Rồi vậy ở đây nhận là 2 triệu mốt có lợi 400 nha. 2 triệu rưỡi hả? Ừ. Vậy là coi như là trả trước 3 tháng. Dạ. Vậy thì tiền điện, tiền nước thì tới tới tháng đóng hay là sao cô? Dạ. Dạ. Rồi mai mốt gì đó em có qua thì em trao cho gửi cho cô Duyên thêm 3 tháng nữa ha. Rồi rồi, ok. Vậy cảm ơn em ha. Rồi cảm ơn anh luôn. Thay mặt một chị ở Phan Thị Kim Ngân ở Mỹ. Dạ. Gửi về cho mình 100 đô. Dạ. Cô bác của anh chị Phan Thị Kim Ngân ở Mỹ gửi về 100 đô cho gia đình của chú, hỗ trợ cho chú đi bán vé số nè, như ước nguyện nè, để mà qua mùa dịch. 100 đô thì nó 2.320.000, con mới đi đổi giùm cô chú luôn nãy nè. Dạ. Dạ. Thì bây giờ là có nghĩa là cô chú lấy 150 chục trời thì cũng được là 1.500.000. Dạ. Thì còn lại là cũng còn lại được là 820.000. Dạ. Đây cô bác của anh chị, đây 1 triệu, 2 triệu, 2.320.000. Này là của chị Phan Thị Kim Ngân ở Mỹ. Thì bây giờ gửi cho cô làm vốn, cô với chú làm vốn bán vé số á. Dạ. Lời cũng cảm ơn cái chị đó nhiều lắm. Dạ. Cũng gửi lời cảm ơn chị Kim Ngân. Nay thì con cũng thay mặt cho các chú ở Canada đó. Dạ. Thì cũng để mà hỗ trợ giúp đỡ cho cô với chú. Dạ. Thứ nhất là coi là cái nền nó như thế nào. Dạ. Đó, để có thể biết để mà sửa sang cắt lại nhà cho cô chú ở, không ở nhà trọ nữa. Dạ. Cái thứ hai là hôm nay á thì con đại diện cho các chú Canada gửi cho cô 3 triệu. Dạ. 1 triệu này á là cô chú gửi đóng tiền trọ. Ha, điện nước chị cô thiếu đó. 1 triệu này là cô làm vốn lấy vé số hay gì đi. Dạ. Dạ. Với 1 triệu này là cô sẽ sinh sống thuốc cho chú hay gì đó. Rồi sau đó thì mấy chú cháu mình sẽ đi qua bên bên kia coi cái nền, để kiếm cái nền ấy. Đừng có thể coi để coi như thế nào, phải giấy tờ hợp lại mới được nha cô. Dạ, nha. Đúng rồi. Cái nào ông cậu vợ ông điện cho hay đó. Chú, cảm ơn chú nhiều, gửi lời nha. Cảm ơn mấy cô, mấy chú ngoài nước ngoài chú. Cảm ơn. Dạ. Chú nhiều lắm. Cái này các chú ở Canada hỗ trợ cho cô chú á. Dạ. Dạ. Mừng quá, mừng chú ơi. Nó điện bả điện với tôi sốt, tôi đâu có đi đâu được. Ông anh ông trúng số ông chuột rồi hả? Ờ, ông anh ruột. Ông ấy. Chứ không phải tôi hẳn ông chuột lại vì cuối cha mẹ đó, chứ không phải ấy. Vậy ấy, anh cũng điện cho tôi biết, anh tôi là điện cho mấy chú này để qua tội nghiệp người ta. Chú đi qua cực khổ. Chứ không phải ấy, tôi cũng đi bán số nữa nè chứ. Ừ. Chỗ này hả chú? Ừ, chỗ này từ mấy chỗ đá đó mà, nhưng mà tại vì hoàn cảnh đó, bây giờ ông anh tôi không trúng được con tấm đó, nghe kịp chưa? Rồi bắt đầu ông chuột lại, chứ không phải ấy. Không cho ấy, để ông lấy lợi. Tháng sau này cũng có dạ. Cũng giúp cho mấy người nghèo như tôi. Giờ nghe nói có nền mừng quá chú ơi, mà giờ chú không bán, buồn quá. Từ từ đi, để con kiếm coi. Dạ. Ừ. Cảm ơn chú nhiều quá chú. Ví dụ kiếm qua Đồng Tháp có ở được không? Được, chú ở đâu cũng được chân chú. Mà dạ. Có bán vé số với đi về làm mướn là được rồi chú. Ở đâu cũng được chứ. Để con kiếm phụ cho ha. Dạ. Dạ dạ. Dạ, cảm ơn. Thôi, chú chào nhiều. Về trước cô bác quý anh chị, đó là hình ảnh của hai vợ chồng của cô Duyên đang cúng để mà khởi công cái ngôi nhà. Thì ở clip trước thì Bùi Hồ không có quay thông tin với cô bác quý anh chị, thì đây là một cái ngôi nền mới của cô Duyên mà Bùi Hồ tìm được. Cái giá trị ngôi nền này là 40 triệu, kể cả luôn cái phần đất này dài phần trước này là cô bác quý anh chị, và được mua từ ông Bảy ở đây. Thì hôm nay là ngày cúng khởi công để mà lấy ngày để mà chuẩn bị xây cái ngôi nhà, và Đạt sẽ là người chủ thầu để mà khởi công công trình này. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện tại Bùi Hồ đang có mặt ở xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp, và trước mắt cô bác quý anh chị đây là ngôi nhà mới của vợ chồng của cô Duyên. Hai vợ chồng sống ở dưới gầm cầu
sau một thời gian được các mạnh thường quân cũng như là các chú ở Canada giúp đỡ lên ở trọ, thì hiện nay gia đình cô đã có một nơi im ấm và đẹp như thế này. Và có một cái ngôi nhà này thì được sự hỗ trợ của các chú ở đảo Victoria, Canada, xây toàn bộ căn nhà cũng như là cái phần nền ở dưới, mua phần nền ở dưới. Và chủ thầu mà Đạt thì nhận xây cái ngôi nhà này với chi phí là 80 triệu đồng. Thông tin với cô bác quý anh chị về cái phần ngôi nhà của cô với chú như thế này, thì phần nền ở dưới này thì mua với giá là 40 triệu đồng và phần cái ngôi nhà là 80 triệu đồng. Và bây giờ để Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để xem cái ngôi nhà mới của cô Duyên nha. Thì nhìn về cái tông màu đó thì cô bác quý anh chị sẽ thấy được rằng ngôi nhà của cô là một cái tông màu trắng xám, hai màu chủ đạo. Thì ở đây thì khác với nhà cô Loan mà lúc trước Đạt xây, đó là ngôi nhà của cô Duyên thì trắng với lại xám, lý do là phù hợp với lại lứa tuổi của cô. Nhà của chị Loan thì Đạt xây với tông màu là màu hồng, tại vì nhà của chị Loan thì nhà của nữ với lại trẻ nên lấy tông màu màu hồng. Để cái điểm khá đặc biệt của ngôi nhà của cô Duyên đó là cái phần vách tường ở bên đây tạo một cái điểm nhấn, đó một cái hàng ba bên đây là một cây cột và bên đây là điểm nhấn, đây là đó chính là cái vách tường như thế này. Cô bác quý anh chị nhìn thấy ngôi nhà này á với tổng cái chiều ngang là 4m và chiều dài là 10m. Thì ở đây cái phần cửa này á thì sơn với một cái tông màu xám luôn. Và đây là một cái cửa sổ, chúng ta nhìn thấy rất là có duyên. Ở trên này thì Đạt đóng luôn cái phần la phong bên này. Và để Bùi Hồ quay cho cô bác quý anh chị xem ở cái phần mái trên này nè cô bác quý anh chị. Cái phần mái ở trên này á, thì Đạt nó tạo một cái điểm nhấn là hai cái mái cốp xuống đó, nó làm cho cái ngôi nhà nó thêm cái phần duyên dáng. Đây, bây giờ mình sẽ vô cái ngôi nhà của cô ha. Thông tin lại với cô bác quý anh chị, lúc trước nhà của chị Loan á là phải bó nền nữa nên thành thử là Đạt phải nhận cái phần nhà đó là 120 triệu đồng, còn cái phần nhà này thì cái phần nền nó đã có sẵn rồi. Và đây là cái phần cửa chính của cô nè. Đây, chào cô chú. Cái phần cửa này thì anh Vũ thợ sắt. Dạ, chào cô. Dạ, bây giờ con sẽ cho cô bác quý anh chị tham quan cái ngôi nhà mình trước, thì sau đó con sẽ tư vấn với cô chú ha. Thì cái phần nhà ở đây thì đây là cái phần phòng khách. Ở đây thì có điện đồ hết nè. Điện đây. Đây là điện của đèn ngay bàn thờ. Đây là bóng điện của phần đèn phòng khách. Và một cái bóng đèn của cái phần đây cái cửa đây cô bác quý anh chị. Một cái đèn của phần trước cái hàng ba. Đây. Cái đèn trước hàng ba như thế này. Đạt đi tổng cộng cái ngôi nhà này thì có 6 cái bóng đèn. Ở phần trước này là 3 cái bóng đèn. Và cái phần cô bác quý anh chị thấy cái phần lam ở trên á màu trắng, nhưng mà cái phần lam là viền một cái màu xám, nó tạo cho một cái điểm nhấn cái nhà đơn sơ nhưng mà rất đẹp. Thì cái phần đây là cái phần nơi thờ cúng của cô, lý do là cô theo đạo Hòa Hảo nên hôm qua thì Bùi Hồ có đi thỉnh cho nhà của cô hình của Đức Thầy với lại hình mẹ Quan Âm. Ở trên đó thì có chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Và cái phần bàn thờ này là anh Vũ ảnh tặng cho nhà cô đó. Còn cái phần cửa này là cô bác quý anh chị thì anh Vũ anh làm. Bây giờ mình sẽ đi vô cái ngôi nhà. Trước cửa ngôi nhà của cô chú thì có một cái lối đi vào ha. Dạ, còn đây là cái phòng ngủ của cô với chú nè. Cái phòng ngủ này cũng khá là rộng. Đạt ơi, phòng ngủ này là nhiêu Đạt? 3 mét mấy hả? Đó, bây giờ đây có một cái đèn ngủ nè cô bác quý anh chị, rất sự là sáng. Mình nhìn thấy cái tông của cái màu của la phong á, nó sẽ trùng khớp với lại cái tông của cái màu tường. Đây là cái tông của màu la phong, màu xám trắng luôn, màu tường cũng vậy. Và đây là cái cửa sổ. Nhà của cô Duyên thì có tất cả là 3 cái cửa sổ nha cô bác quý anh chị. Cửa sổ này thì có thể là nực thì cô sẽ mở ra. Còn nếu mà tối thì cô có thể đóng lại, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là cô yêu cầu khoan những cái ốc này để mai mốt máng đồ lên. Đạt nó làm một cái thêm lấy ánh sáng từ ở phía ngoài vào, đó là 2 cục bóng sáng đó, để lấy thêm ánh sáng để cho phủ cái phần lối đi như thế này nè cô bác quý anh chị.
Ở đây thì cái phần viền ở dưới này thì Đạt lại viền một cái tông màu sáng như thế này, tạo một cái điểm nhấn ở dưới phần gạch đó. Đây, dạ chú. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài sau. Ngoài sau ở nhà của cô á thì cái bàn bếp nó sẽ được rộng hơn. Đó, cái bàn bếp này nó sẽ rộng hơn so với nhà của chị Loan. Và cái phần bếp rửa chén á thì mình sẽ dời xuống ở dưới này. Đó, bây giờ nước rửa chén này cô sẽ rửa ở đây ha. Có nước cô này cô bác quý chị. Lát nữa Bùi Hồ sẽ nói cái phần nước sau. Và tiếp theo thì mình đây là một cái lối đi. Lối đi này thì nó bề ngang thì nó khoảng chừng 8 tấc ha. Lối đi vào. Và đây mình sẽ cho cô bác quý chị xem. Đây là phần cửa nè. Đó. Đây là phần cửa nhà vệ sinh. Đó, Đạt lót cái phần ở cái phần gạch ở dưới ở trong nhà vệ sinh là một loại gạch nhám để cho chống trơn trượt và cái hình đá cuội. Đó, nó tạo một cái điểm nhấn rất là đẹp. Ở đây thì phần tường thì Đạt dán lên khoảng 1m2. Ở đây thì mình được viền bởi những cái hoa văn để cho cái tường nó đẹp. Ở đây cũng có hai cột sáng với là một cái làm gió ở trên cho tạo sự thông thoáng ở nhà này thì cặp sông Tiền nên lấy gió từ hướng mé sông lên. Và đây là cái bồn cầu đó, nhà của cô thì điện nước đầy đủ nè cô bác anh chị. Đó, đây là một cái bồn cầu mà bấm nút nè. Đó, bồn cầu bấm nút luôn. Đây là cái cửa nhà của cô này cô bác anh chị thấy đẹp không? Ở đây thì cũng có một cái bóng đèn ha. Ở đây thì một cái bóng đèn ở trong trong nhà vệ sinh đây cô bác anh chị. Đây là bóng đèn nhà vệ sinh được cô bác anh chị. Và đây thêm đây một cái bóng đèn ở trong bếp ăn. Bếp ăn này cô có một cái bàn với lại tất cả các chén đồ cô để đây à, rất là đẹp. Cái cửa ngoài sau đây, đây là một cái cửa ngoài sau là một cái cửa không khóa đó, mình chỉ gà chốt như thế này thôi, tối mình gà chốt là như thế này là nó an toàn. Thông tin với cô bác với anh chị là ngôi nhà mà Đạt cắt xong lần này là ngôi nhà thứ hai mà Đạt cùng với lại kênh Bùi Hồ để mà đồng hành, các chú Canada đồng hành cùng với kênh Bùi Hồ cũng như là Đạt hỗ trợ Bùi Hồ cắt cái căn nhà này. Thì mọi người dân ở đây người ta ước được cái ngôi nhà giống như hai vợ chồng của cô Duyên á. Và cái phần tiếp theo á thì mình có mua cho nhà của cô một cái bình ga. Cái bình ga dưới nước như thế này á là 600.000 đồng. Cô đem lên là cô chỉ có cái bếp thôi, cái bếp ga thôi, còn cái bình mình mua. Và cái phần thứ hai mà ngôi nhà của cô Duyên đó là vấn đề điện và nước. Vì cô Duyên là một người ở địa phương khác đến nên việc mà điện với nước rất là khó khăn đối với nhà cô. Thì hôm qua thì Đạt có làm dùm cái phần công, cái phần điện luôn, cái phần nước luôn. Và đây là cái bình nước của nhà cô nè. Để bấm được, để nước mà vô được cái nhà vệ sinh cũng như sự sinh hoạt đó thì mình phải treo cái thùng này lên như thế này. Đó, đây là cái thùng nước 500 lít có giá là 1.400.000 á. Với lại cái này là một cái chân đẩy cao lên, chân sắt. Này là anh Vũ anh hàng là 1.600.000. Với lại mình có mua một cái motor cái kia để mà hút nước từ ở dưới sông Tiền lên, sau đó lắng và sẽ xài. Ở đây thì đa số tất cả các người dân ở địa phương ở trong cái đường này thì sử dụng đa số là nước sông. Ngoài sau lưng là có sông Tiền á cô bác quý anh chị. Đó, đây là anh thợ hồ nè, chào cái rồi. Chào cô bác quý anh chị. Thông tin với cô bác quý anh chị, cái phần điện á thì hiện nay thì cô Duyên là địa phương khác nên phần điện thì chưa có, tạm thời xài ké nhà bên đây. Thì sau này thì cô Duyên làm nhà ở hợp pháp ở bên đây á thì Bùi Hồ đã nhờ một cái chú trưởng ấp làm nhà ở hợp pháp để mà vô cái phần điện. Đây, phần điện thì đây vẫn đang xài ké bên kia ha cô bác quý anh chị. Mình nhìn tổng thể ngôi nhà một lần thì chúng ta thấy được cái sự gọn gàng nè, sạch đẹp và đặc biệt là rất là màu sắc rất là nhẹ nhàng luôn ha. Cái cửa này là cửa bấm hết à đó cô bác quý anh chị thấy không. Đây là cái cửa gà chốt ở dưới này đó. Rồi sau đó mình sẽ gài trong này, tối thì mình sẽ bấm lại như thế này là xong. Đó là mình sẽ quay cho cô bác quý anh chị thấy về toàn cái ngôi nhà của cô Duyên. Mọi người đều đi qua đi lại đều tấm tắc khen đẹp và bản thân mình cũng thấy nó rất là đẹp và gọn gàng luôn. Nực quá thì mình sẽ kéo cái cửa sổ này ra. Và những cái tiếp lô như thế này nè, Đạt thì đi
đèn á thì các dây điện nó được lòn ở trên cái lao phong á, nằm ở trên lao phong, nên ở nhà này mình thấy không có sự dướng dấp của sợi dây điện. Thì bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ hỏi cô Duyên về cái cảm nghĩ của cô hiện nay như thế nào hay cô ha. Mừng lắm chú. Dạ. Hao ước có căn nhà, giờ chú mà giúp mà cô chú kết nối, nhờ chú kết nối. Con mời cô với lại chú qua đây ngồi đi ha, cho sáng. Con chú ơi. Đây Dung ơi, Dung. Dung à. Nhờ chú kết nối mà cho mấy chú ở ngoài Canada giúp cho có căn nhà. Dạ. Mừng lắm chú. Dạ. Dạ, mừng lắm. Chú qua đây đi. Thông tin với cô bác với anh chị là cô với chú thì mình tính hẹn ngày mùng 8 qua, dọn qua là ngày hôm qua là ngày mùng 6. Cô nói cô với chú là ngủ không được luôn, là cứ trăn trở hoài thôi, hôm nay quyết định hôm nay là dọn qua luôn. Thì cái cảm giác của cô là mừng nè, còn gì nữa không, nó có thể nói cho cô chú, các cô chú nghe. Mừng rồi, nhờ mấy chú giúp đỡ cho có căn nhà, chú nắng chú mưa mang ơn mấy chú nhiều luôn. Chứ cái tiền đó là cảm ơn chú, chúc chú nhiều sức khỏe. Rồi sao mà cảm ơn mấy chú ngoài Canada giúp cho vợ chồng có căn nhà, chú nắng chú mưa. Chúc mấy chú nhiều sức khỏe. Cảm ơn mấy chú rất nhiều. Cảm ơn chú nhiều. À dạ chú. Thì là nó của tôi thì cũng như vợ tôi thôi, chứ bị gì tôi mừng lắm. Hôm hôm này tôi thức mà 1 giờ thức tới sáng luôn, đi ra đi vô rồi cúng lại niệm Phật rồi đó, rồi sốt ruột xây cơm ăn, rồi uống thuốc, rồi cũng đi vòng vòng ở nhà hoài, mừng lắm không biết nói gì hơn. Chứ cũng nhờ chú, nhờ mấy cô mấy chú ở Canada cho tôi có cái chỗ chú nói chung mưa, tôi mừng. Cái đêm đầu tiên hôm qua cô ngủ được không? Tối ngủ đâu đâu tới 1 giờ mới chở dắt được chút xíu chút. 1 giờ mừng quá, mừng giờ nằm giờ nhà hoài, mừng ngủ không được. Cô với chú thì ở dưới ghe là bao nhiêu năm rồi ha? Ở dưới ghe cũng cỡ 5-6 năm rồi chú. Còn ở dưới gầm cầu? Ở dưới gầm cầu cũng 5-6 năm vậy. Mà không phải lòng cầu trưởng này không, lòng cầu trưởng này mới ở là có 1 năm mấy à, lên đầu cầu Tiểu Giang ở nhiều. Rồi mấy giờ đi xuống dưới cầu á mà đâu cũng thời gian gì, mấy giờ nhờ chú cậu Út á với cô Châu mới giới thiệu nhờ chú á. Gặp chú mới có nhà chứ không gặp chú không biết bao lâu mới có nhà. Không biết sao không có căn nhà được. Nhờ gặp chú giúp đỡ, cái đó chú cách đói, nhờ mấy chú ngoài Canada giúp cho có nhà, mừng quá mừng luôn chú ơi. Mừng lắm. Vậy con của cô có hay chưa cô Duyên? Có, nhỏ nhỏ nó chưa có hay chú. Để giờ tôi mà điện số nó hoài mà sao điện không được. Dạ. Hành trình mà để tìm cái ngôi nhà cho cô Duyên thì nó cũng khá là nhiều khó khăn. Khi mà tìm nền cũng rất là nhiều nơi. Thì sau đó thì nó mới lên trọ thì cũng ở khoảng nửa năm. Thì hôm nay thì cũng khi mà Bùi Hồ gặp cô thì đến nay cũng khoảng gần 1 năm. Thì sau đó cô mới có được cái ngôi nhà mơ ước như thế này. Dạ. Không phải là mơ ước của cô mà cũng có rất là nhiều người mơ ước có được cái ngôi nhà như thế này. Dạ. À, thì chắc có lẽ là đặt qua đây đi nè. Chắc có lẽ thì cũng thay mặt cho các chú ở Canada chân thành cảm ơn Đạt xây một cái ngôi nhà mà rất là đẹp như thế này, gọn gàng và đẹp, phải nói là ưng ý, rất là nhiều người ưng ý, ngay cả các chú gì nữa. Đạt có muốn nói lời nào không? Cũng cảm ơn mấy chú hỗ trợ cho cô Duyên được ngôi nhà. Chúc mấy chú nhiều sức khỏe luôn. À, thì cái ngôi nhà của mình á, thì bây giờ chắc có lẽ là con sẽ thông qua cái danh sách cái số tiền để mà xây dựng cái ngôi nhà của mình cho các chú nắm, cũng như là có phương án hỗ trợ cho cô với chú ha. Thông tin với cô bác quý anh chị, thì ngôi nhà của cô á, thì về cái phần nền nhà là
chi phí xây nhà của cô nền nhà là 40 triệu đồng, xây nhà đạt là xây 80 triệu đồng, sử dụng điện nhà kế bên để trong lúc mà tổ trộn hồ với bê tông á, thì là trả cho nhà kế bên là 500.000 đồng, gửi cho kêu nước cho thợ uống, gửi cho Đạt kêu nước cho thợ uống ngày 20 cử á, thì là 500.000 đồng. Gửi tiền trọ với vé số của cô đợt rồi con có qua con gửi cho cô với tiền trọ vé số chi phí sử dụng là 3 triệu đồng. Tiền nước gồm có nào là cái cây cái tháp đứng lên nè, rồi cái bình đựng cái bồn đựng nước với lại cái motor với lại ống dây để đi bắt đi xuống truyền nước lên là 4.355.000 đồng. Ở đây thì Đạt làm cho cô là không có tính công luôn, là nói thôi làm cho cô luôn không có tính công, là cái này là chỉ gồm có vật tư thôi đó, là gồm cái tháp là 1.600.000 nè, rồi cái bồn là 1.400.000 nè, đúng không, 1.400.000 mấy á, với lại dây nước rồi quanh rồi kia luôn. Rồi hôm qua con có gửi tiền chở đồ của cô từ chợ mới qua bên đây cho chiếc xe đó là 300.000 đồng, thì tổng cộng cái số tiền của cô là 128.655.000 đồng. Đấy là tiền này thì con trích từ cổ quỹ của các chú ở Canada, đảo Victoria, Canada. Đó. Còn cái phần điện hôm qua con gửi cho ông Bảy 1 triệu đồng để làm giấy tờ hợp pháp cũng như là coi điện. Cái phần này là ứng trước, sau này thì nó có phát sinh thêm. Bình ga là 600.000 đồng, điện với bình ga là 1.600.000 đồng, thì cái tiền này thì con trích của một cái chú Kevin Trần, chú này ở Mỹ hỗ trợ cho mình thêm cái vật dụng đó. Thì chú Ken Nguyên Trần là Việt Kiều Mỹ hỗ trợ cho mình là tổng cộng là 1.600.000 đồng, với lát nữa con gửi cô 400.000 đồng nữa là 2 triệu đồng. Con trích quỹ của chú Ken Nguyên Trần là 2 triệu đồng. Một chị giấu tên ở Canada là 1 triệu đồng. Phần này thì con sẽ làm gửi cho cô làm vốn. Thì cái phần này thì con xin gửi tặng cho cô cái phần các hình tà cũng như là các chữ để cho cô có cái nơi ở, cái nơi thờ cúng trang nghiêm. Còn cái phần cái giếng này là cái trang đó là anh Vũ thợ sắt tặng cho gia đình của cô. Còn cái phần hình thì con hôm qua con đi thỉnh ở một cái ở bên chợ mới ở bên Trà Giang của An Giang thỉnh về. Cô thấy hình nó đẹp không? Dạ, thì bây giờ thì con sẽ thay mặt cho một chị giấu tên ở Canada gửi cho cô 1 triệu đồng để con gửi cho cô 1 triệu đồng. Đây là quỹ của chị thì con gửi cho cô 1 triệu đồng, cô làm vốn sinh sống bán vé số rồi kia. Với lại còn 400.000 đồng nữa, tiền của chú Ken Vinh Trần quỹ trích quỹ của chú 2 triệu. Là tổng cộng là 1.400.000 đồng con gửi cho cô ha. Dạ. Đây con gửi cho cô 1.400.000 đồng. Này, ngay đó cô để làm vốn để phát sinh, ví dụ mai mốt truyền điện dây 400.000 đồng là con gửi cho ông Bảy 1 triệu đó. Thì nữa cô có điện truyền đồng hồ dây gì đó. Rồi, thì Đạt con muốn nói lời nào không? Con cũng gửi cho con 1 triệu luôn. Xây sở trong gia đình mấy bữa mới qua. Cảm ơn chú Đạt nhiều, chú Đạt. Đạt thợ hồ gửi lại cho gia đình cô 1 triệu làm vốn, vậy tổng cộng là 2 triệu thì cô đi bán vé số với lại chi phí sinh hoạt hàng ngày là được rồi hai cô ha. Thì con thay mặt cho cô Duyên với lại chú chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ cô từ trước đến nay, và thay mặt gia đình của cô Duyên chân thành cảm ơn các chú ở đảo Victoria, Canada đã hỗ trợ cho cô có một cái căn nhà không những là trú mưa trú nắng mà gọi là sạch đẹp luôn, mà mơ ước của nhiều người, mà coi như là nhiều người ao ước cũng khó có được. Đây Đạt ha, chúc chú ở Canada nhiều sức khỏe luôn. Rồi con mời chú trước tiên cảm ơn chú Hồ giúp đỡ cho có kết nối cho có mấy chú Canada hỗ trợ cho có căn nhà, chúc chú nhiều sức khỏe, chúc cho mấy chú ở ngoài Canada giúp đỡ cho vợ chồng con rất nhiều, con chúc cho các chú nhiều sức khỏe, tất cả các mạnh thường quân trong đó có chú Ken Vinh Trần rồi một chị giấu tên ở Canada, các
chú các cô nhiều sức khỏe. Dạ. À, con cũng chúc cho chú nhiều sức khỏe, chúc cho cô Duyên cũng luôn dồi dào sức khỏe. Và đặc biệt thì khi mà cô chú ổn định định cư ở đây rồi thì mình nên gọi con mình về để mà cho nó sum vầy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì con giúp cô hỗ trợ cô về vốn như thay mặt Mạnh Thường Quân hỗ trợ cô về vốn, về căn nhà ổn định như thế này. Thì con cũng mong cô với chú sẽ cố gắng làm ăn càng ngày càng phát triển hơn, cũng như là luôn giữ sức khỏe thì làm ăn càng ngày càng thịnh hơn, để mai mốt con mà có quay lại thì các cô các chú là Mạnh Thường Quân cũng như là các cô các chú ở Canada muốn cô càng ngày càng phát lên ha cô. Thì đó là cái mong muốn của các Mạnh Thường Quân mà muốn hỗ trợ mình trong lúc khó khăn như thế này ha cô. Dạ, một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn các cô các chú, tất cả các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm trong nước cũng như là ngoài nước đã hỗ trợ cho giúp cô Duyên đến thời điểm này có một cái an cư lập nghiệp. Cảm ơn các chú ở Canada, cảm ơn chú Kevin Trần là Việt Kiều Mỹ, cảm ơn một chị giấu tên ở Canada đã hỗ trợ cho gia đình của cô. Thôi con xin chào và hẹn gặp lại, con sẽ thường xuyên để quay lại cái hoàn cảnh của gia đình của mình. Thôi con, quay chặt luôn.